Ba bị làm sao? Ba tôi ông ấy đi vay tiền của công ty các anh thật sao? Chúng ta đã phá sản rồi sao chị? Mẹ nhất định sẽ không bán anh nhà này đâu. Không có tiền không biết phải sống ra sao, nên muốn bám chặt tôi không tha chứ gì. Anh ấy nói về mình phá sản không muốn sống với con nữa. Số tiền đó đổi bằng mạng của ba con đó. Cô đã hủy hoại tiền đồ của con trai tôi. Đón xem Đừng Quên Hoa Hồng lúc 16:55 thứ hai đến thứ sáu từ ngày 3 tháng 8 trên kênh HTV7.